có được user thì em sẽ có được tất cả. À thì đúng rồi. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi bày cả thế giới đấy. Xin chào các Shark, tôi tên là Đậu Ngọc Hải Dương, là CEO và là co-founder của Ohio, nền tảng Uber trong ngành bất động sản. Nền tảng Ohio của chúng tôi thì có rất nhiều những cái dự án sơ cấp về bất động sản và kết nối với các môi giới tự do để có thể dễ dàng tham gia bán hàng, tạo ra các thu nhập, kiếm tiền dễ dàng hơn. Đây, user có thể vào trong cái màn hình danh sách dự án và có thể xem tất cả thông tin dự án đang có trên Ohio. Và khi đó nếu mà môi giới có khách hàng quan tâm thì có thể giới thiệu cho khách hàng, và nếu khách hàng đồng ý mua thì sẽ booking online trực tuyến trên cái ứng dụng Ohio của em. Mô hình của em định vị là B2A, là Business to Agent. Okay. Đầu tiên em lấy môi giới làm trung tâm. Em muốn trở thành một cái nền tảng dành riêng cho môi giới số 1 Việt Nam và trở thành một trong top 3 công ty môi giới chiếm thị phần lớn ở Việt Nam vào 2025. Thì đó là lý do mà em hôm nay em tới đây. Em muốn các Shark đồng hành với em. Em xin gọi vốn đó là 100.000 đô la cho 10% cổ phần. Mà em gặp anh thì có thể là hên vì anh hiểu cái việc này, nhưng cũng rất thể là rất xui vì anh quá hiểu. Yeah. Cho nên anh hỏi những câu hỏi đó có thể là rất là xoáy vào bản chất của cái mô hình này. Yeah. Em làm từ bao giờ, bao lâu rồi? Dạ, tụi em làm từ tháng 1 2021 tới giờ. Và có bao nhiêu giao dịch được thực hiện trên này rồi? Dạ, tụi em có năm 2021 tụi em có 60 giao dịch thành công. Bản thân em hoặc công ty em đang làm một agency, hay là em là một cái nền tảng trung gian và cung cấp dịch vụ cho tất cả các agency và agent khác? Dạ, tụi em là trung gian. Em đang có bao nhiêu khách hàng? Tức là bao nhiêu agency sử dụng em? Khá là nhiều, khoảng là hơn 20 cái sàn F1 đang làm việc với tụi em. Và tụi em đang làm việc với đang có số lượng user là gần 2.000 môi giới tự do. 2.000 môi giới thì đáng gì? Cái mà bởi vì anh đang đầu tư cái này chắc em hiểu rồi, là anh đầu tư tới năm nay là tới 6 năm rồi. Từ khi ra mắt lần đầu tiên cái nền tảng ngày xưa anh còn gọi là nghề môi giới.vn, sau anh đổi tên thành sendhome.vn. Thì em hiểu là khi anh đặt tên là nghề môi giới tức là anh tập trung vào phục vụ cho môi giới. Em có kéo được cái user, cái khách hàng mua nhà ấy vào đây đông đảo hay không? Ví dụ như thế là một cách. Thì ở đây tụi em không mở ra cho khách hàng tham gia vào đây, mà tụi em hoàn toàn làm cho môi giới tham gia. Okay. Là tụi em xây dựng, thứ nhất là cái giỏ hàng của em là tụi em liên kết với rất nhiều các đơn vị phân phối chính thức để giúp cho môi giới có thể có được cái nguồn hàng đa dạng. Lợi nhuận của em bây giờ đang bao nhiêu? Doanh thu năm ngoái của tụi em là 5,9 tỷ. 5,9 tỷ là tiền gì? Tiền hoa hồng môi giới. Hoa hồng môi giới sao em trả lại cho agent bao nhiêu? Năm ngoái thì em trả là 75 tới 80%. Ok. Năm nay thì em giảm xuống còn từ 70 tới 75. Dạ, lợi nhuận thì là đang lỗ. Vẫn đang lỗ khoảng bao nhiêu một tháng? Dạ, trước đó thì là khoảng 100 triệu một tháng. Nhưng mà tháng 4 vừa rồi thì tụi em đã hòa vốn. Cái nguồn hàng của em là đến từ công ty môi giới hay là các chủ đầu tư là chính? Các công ty môi giới là chính. Các công ty môi giới là chính. Dạ, em cho các công ty môi giới thuê nền tảng là chính. Tại vì công ty môi giới thường ấy, cái hòn không phải của người ta, cho nên không biết động ghê lắm. Rồi mình sao em quản lý được cái chuyện đó? Tụi em có cái thỏa thuận với các công ty đó là họ phải niêm yết giỏ hàng, dành một phần giỏ hàng lên trên hệ thống của em. Anh chốt trước vì anh thấy đây là lĩnh vực nó cũng không thuộc về cái thế mạnh của anh, và anh cũng thấy là để mà cái mô hình để kiếm tiền ấy, anh thấy là khả năng mở rộng mà kiếm thì nó cũng khó, chính vậy nên anh quyết định không đầu tư. Thực sự mà nói, thực ra là mình tham gia vào lĩnh vực bất động sản cũng 2 năm này vào đây. Mình thấy là bạn khó kiểm soát được cái nền tảng của bạn nếu như mà bạn không có một công ty mà kiểm soát kỹ, cho nên rất là khó. Anh quyết định không đầu tư. Trước đây thì đúng là khi mà em làm cái này thì ai cũng nói rằng làm cái này rất là khó. Đúng rồi. Tại vì môi giới của em là môi giới tự do, rất là khó để mà kiểm soát họ. Nhưng mà càng làm, càng hiểu về insight của họ thì em càng thấy rằng môi giới tự do họ vẫn là môi giới, họ vẫn có thể thành công, họ vẫn bán hàng tốt, và thậm chí có rất nhiều môi giới tự do làm super sale. Thì cái họ đang cần đó là một cái người hiểu được insight của họ và giúp cho họ tìm được cái sản phẩm phù hợp và giúp cho họ tối ưu được cái data khách hàng họ đang có. Thực sự là chưa bao giờ kinh doanh về bất động sản, chưa bao giờ có một dự án nào cả, không hiểu về nó. Nhưng mà ví dụ như bây giờ chị quan tâm đến em có thể chuyển đổi trở thành là môi giới về bảo hiểm không? Đại lý của chị vài chục ngàn, bây giờ chăm sóc cái vài chục ngàn đấy thôi để phục vụ cho 100 triệu dân Việt Nam về bảo hiểm, đúng không? Thế thì bây giờ chị đang hỏi em câu hỏi là em đổi chỉ chuyên về môi giới bảo hiểm, chuyên cho chị thôi, quên cái từ bất động sản đi, vì em không thể đọ được với Shark Hưng. Dạ, tụi em chỉ định hướng là bất động sản. Bất động sản gì? Thế thì thôi chị cũng phải chốt giống như Shark Phú thôi, chị không đầu tư. Dạ, cảm ơn chị. Và thực sự là chúc mừng em, bởi vì chắc có lẽ là chỉ có Shark Hưng quan tâm thôi. Cho mời Shark Bình deal trước. Deal này tôi sẽ ra deal nhưng mà tôi sẽ ra sau. Sau khi em nói anh đọc vị được cái mô hình kinh doanh của em. Nó là trong một cái mô hình chung gọi là affiliate. Thực ra cái mô hình này thì trước đây anh cũng đã từng làm rồi, nên là anh hiểu cái mô hình này và anh thấy rằng là cái mô hình của em nó có một cái nguy cơ. Như anh nói nên là cái mô hình kinh doanh của em nó rất là khó. Để có thể giúp được cho em tránh được cái kết cục đó bằng cách là xoay chuyển mô hình kinh doanh một chút. Nhưng mà long mạch đó là như thế nào thì anh không nói ở đây được. Trừ phi là em cho anh 100.000 đô cho 33% cổ phần. Dạ, em cảm ơn Shark Bình. Tôi nói nhanh thôi, tôi đã nhìn thấy ngay cái bức tranh rồi. Vì tôi là người làm Sendland đã được hình thành 20 năm nay. Tôi có khoảng độ gần 700 dự án đang được niêm yết. Mỗi năm giao dịch hàng vạn giao dịch bất động sản, dù là online hay offline. Và chúng tôi chỉ mong rằng là nếu mà giao dịch online chỉ chiếm được 10% thôi là rất ok rồi. Bạn nghĩ giống tôi cách đây 10 năm. 10 năm trước cái câu chuyện này chúng tôi đã nghĩ rồi và đã làm rồi. Nhưng mà tôi không nhìn bạn ở góc độ quản lý kinh doanh bất động sản, vì bạn gần như rất ngây thơ trong lĩnh vực về môi giới bất động sản, nói luôn. Nhưng bạn lại là người mà đi lên từ base và từ công nghệ, và bạn thích áp dụng công nghệ trong lĩnh vực bất động sản, thì chúng ta lại có thể có tiếng nói với nhau, đúng không? Và tôi đề nghị 100.000 đô. Đáng nhẽ là tôi đề nghị là 45%, nhưng mà vì Shark Bình đã đề nghị 33 cho nên tôi đề nghị 36 thôi. 100.000 đô cho 36%. Đấy, may mà tôi ra deal giúp bạn để như vậy là giúp bạn đấy, tức là cùng người làm công nghệ với nhau, giúp nhau đấy. Em suy nghĩ đi. Đầu tiên thì em xin cảm ơn Shark Bình và Shark Hưng đã offer cho em. Triết lý của em thì nếu mà em có được user thì em sẽ có được tất cả. Thì đúng rồi. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi bày cả thế giới đấy. Các bạn có thể là đồng hành cùng với song với hệ thống của chúng tôi trong một những cái job mà bạn đang muốn, là cái mà bạn mạnh mẽ nhất, đó chính là cái làm cái phát triển cái nền tảng công nghệ đó. Cái này nó còn liên quan đến cả cái big data bên dưới nữa cơ. Chúng tôi đang niêm yết tới khoảng 8 triệu căn nhà của Việt Nam, chiếm 30% tổng số lượng nhà ở Việt Nam hiện nay. Tôi cũng có một công ty bất động sản nho nhỏ, nó làm gọi là làm tay trái thôi. Thì tôi cũng vừa có insight về công nghệ, về kinh nghiệm, về ngành affiliate. Tôi đứng ở giữa ngã ba đường để có đầy đủ thông tin, có một chút kiến thức để có nghĩ làm sao để có thể thay đổi được một chút nào đó. Chưa chắc đã thành công, nhưng thứ nhất là như tôi nói, tôi trân trọng bạn được việc là mình có nỗ lực dùng chuyển đổi số để thay đổi thế giới. Đấy chính là cái mong muốn khi mà đầu tư Shark Tank của tôi. Xin phép thì deal với Shark Bình là 100.000 cho 20% cổ phần. Quá cao so với cái tiềm năng thực sự của bạn bây giờ. Mô hình kinh doanh bạn có rất nhiều nguy cơ. Mức offer cuối cùng của tôi là 30%. 30%. Và tất nhiên là cái định hướng nó cũng sẽ phải thay đổi một chút. Để thực sự là trở thành một nhà môi giới trên nền công nghệ thực sự khác biệt và có giá trị để thực sự tồn tại. Cái đấy thì tôi sẽ tư vấn và sẽ cùng bàn bạc với đội ngũ Shark Lâm. Dạ, em đồng ý. Rồi, chúc mừng. Dạ, cảm ơn anh. Rồi. Vui, mình rất vui là sau khi có Shark Bình đầu tư thì mình có thêm một đối thủ tương đối đáng để quan tâm. Chúng ta sẽ bán giỏ hàng cho Shark Hưng. Ok, cảm ơn em nhé. Chúc mừng em. Cảm ơn các Shark. Chắc chắn là mình sẽ cùng Shark Bình để mà lên cái plan để mà có thể phát triển đột phá trong năm nay. Vì mục tiêu của mình năm nay thì nó sẽ phải lên tới 50.000 user và tăng trưởng gấp 5 lần so với 2021.